Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, cho mình gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình vừa đi làm về, là bây giờ mình mới vừa tắm xong, đầu vẫn ướt đấy mọi người. Nên mình vội mình làm luôn cái clip để cho mọi người xem có ai mà muốn mua chiếc bình này không. Đây, mình quay sơ qua cho mọi người xem. Đây là một chiếc bình Cutani. Cutani xưa mọi người nhé. Bình này là bình xưa nhé, không phải bình mới đâu mọi người nhé. Đây, mình cho mọi người xem này. Đây là kiện. Cái chữ Cutani, cái màu màu sơn của nó này, nó như kiểu màu bã trầu, như kiểu màu tiết ấy mọi người. Là nó rất lâu đời rồi. Em mà mọi người xem này, cái vành đít của nó này. Đây là Cutani xưa nhé mọi người nhá. Đây vẽ họa tiết hoa mẫu đơn và một đôi chim gọi này, gọi là ở bên này nó là con chim trĩ đấy mọi người. Ở bên này là những cái con chim trĩ này là họ để sử dụng rất là nhiều luôn mọi người ạ. Đây họa tiết đây. Để mình đo kích thước đó, mình đo kích thước xong rồi mình sẽ quay hết cho mọi người xem nhé. Bây giờ đầu tiên thì mình sẽ cái này, mình bóc cái này đã. Này nó có một chút bẩn bẩn này. Đây mọi người, bây giờ mình đo kích thước cho mọi người xem. Chiều cao của cái bình này là 20 25, khoảng 25 mọi người nhé. Chiều cao 25. Còn cái miệng bình của nó đây, miệng bình của nó thêm mọi người. Miệng bình của nó là, nếu tính miệng vào ngoài nó là 15,5 nhé mọi người nhé. Còn miệng ở vòng trong nó là 12 mọi người. Còn cái bình này thì bụng nó rất là to luôn mọi người. Bình này mà ai mà mua cái bình này vào thì lọc vào đầy nhà luôn mọi người. Ô, cái vòng bụng này của nó 102 mọi người nhé. Cái vòng bụng của cái bình này là 102. Đây mình bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem chi tiết của nó. Bình này là bình xưa rồi mọi người. Bây giờ mà kiếm những cái bình như này rất là khó luôn. Cái bình này bụng nó khá là to luôn. Để mua đi săn tìm mà được cái bụng như này thì rất là khó. Hoa mẫu đơn rất là to. Đây mọi người xem cái móng của con gà trống này. Đấy, cựa này. Đấy, con này là con gà, con gọi là con chim trĩ gọi, hay gọi con gà là gà lôi à, hay gì mình cũng không biết rõ lắm đâu mọi người nhé. Đây, cái bình này mình mua về nó vẫn còn vết bẩn luôn. Người ta trưng bày xong rồi người ta bán ra đây vẫn còn vết bẩn luôn mọi người. Đây, bên trong này mọi người. Cho mọi người xem bên trong. Đấy. Cốt gốm là cốt cứng mọi người nhé, bong bong luôn đấy mọi người ơi, bong bong luôn à, đáy này rất là đẹp luôn. Bình này nó là quá tuyệt vời luôn mọi người. Ai mà muốn mua cái bình này thì mọi người cứ liên hệ với mình qua số điện thoại mình sử dụng Zalo ấy. Còn số điện thoại thì mọi người gọi vào cái số này của mình ấy thì là chỉ ở nhà nghe được thôi, nhưng mà mình không nghe được, mình chỉ sử dụng Zalo theo số điện thoại là 0962 949 668. Mọi người có thắc mắc hay là muốn tìm hiểu gì về gốm xứ Nhật Bản thì mọi người cứ vào Zalo mình kết bạn, rồi hoặc là mua đồ để anh em cùng sở thích giao lưu với nhau mọi người nhé. Rồi, một lần nữa cho mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã xem video của mình nhé mọi người nhé. Mình xin chào tất cả mọi người, bye bye mọi người, chúc mọi người luôn mạnh khỏe.